Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta khi sinh ra đều mong muốn có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và phú quý đủ đầy. Khi các bậc thầy, các chuyên gia tử vi học nghiên cứu số phận con người thì thấy rằng hầu hết mọi người khi sinh ra đều được đặt định trong cung mệnh tử vi của từng con giáp và thêm giờ, ngày, tháng, năm sinh thì sẽ được lá số tử vi của mỗi người. Mỗi con giáp và mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ được trời ban cho những cơ hội và thách thức khác nhau. Khi xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học phương Đông học, trong đó có 12 con giáp, nhận định rằng sẽ có 2 con giáp có lá số may mắn nhất từ đầu tháng 10 âm lịch. Bắt đầu từ những ngày này, 2 con giáp này làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc ùn kéo về nhà, nhờ có sự hỗ trợ của các thần, các tinh chiếu mệnh. Và để nắm bắt được 2 con giáp đó là 2 con giáp nào và vận may nào sẽ đến với họ trong tháng 10 tới đây, thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Con giáp gặp may mắn đầu tiên đó chính là tuổi Dần. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020, 12 con giáp, người tuổi Dần đón tháng mới với không ít thách thức và các cơ hội mới đi kèm. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì sẽ tới đem cho bạn những gì mà bạn hằng mong muốn. Hãy nhớ rằng, những người nỗ lực kiên trì tới cùng rồi sẽ có được thành công như ý và nếu ngược lại. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng xét về sự nghiệp của tuổi Dần. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Dần âm lịch nhận thấy rằng vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có khởi sắc đáng kể trong tháng 10 này. Nhờ có cục diện nhị hợp che chở, công việc của con giáp này có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Điều này tạo ra sự hứng khởi lớn lao, giúp cho bản mệnh càng thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Các thần này còn mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều sẽ giúp bạn tạo dựng được lòng tin với đồng nghiệp và với cấp trên. Nói là làm, nhưng chú hổ không mấy khi cần người khác phải thúc giục. Lại xuất hiện thêm chính ấn là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Con giáp này khá chủ động xử lý các vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết được rất nhiều chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về giúp cho mệnh chủ nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Ở thời điểm này, thay vì suy nghĩ chần chừ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp nhất. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ đem lại cho bạn thành công rất lớn. Đương nhiên, chẳng có con đường nào sẽ bằng phẳng từ đầu tới cuối. Đôi lúc, con giáp này vẫn có thể vấp phải những trở ngại nhất định, bị nghi ngờ năng lực, chỉ trích và hiểu lầm. Nhưng đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát được trở ngại phía trước. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý muốn. Vì thế, vào thời điểm này, đòi hỏi bản mệnh phải tập trung tinh thần cao độ, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ thì mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định được phương hướng và mục tiêu rõ ràng, tuổi Dần chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Thứ hai là về tài lộc trong tháng. Bước sang tháng 10 âm lịch, có thể nói tài lộc trong tháng của người tuổi Dần ở mức khá lý tưởng. Không đến mức dư thừa nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân lục hợp, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến cho bạn có một tháng thảnh thơi hơn. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn nhiều. Sự độc lập và tự tin
giúp cho những chú hổ từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, mệnh chủ cũng dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan tới bất động sản. Bạn có thể thử cân nhắc tới chuyện đầu tư mạo hiểm, song đừng vì thấy vận thế tốt mà làm liều. Cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi đưa ra quyết định. Nhất là khi nguyệt lệnh lâm tử nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền, cần phải có sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu được lợi về cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết tất cả những gì mà bản thân đã tích góp và cày kiếm bấy lâu nay. Vận trình luôn biến đổi không ngừng, trong lúc đang thuận lợi, vẫn có không ít hung họa tiềm ẩn khôn lường, đòi hỏi bản mệnh phải luôn lý trí và tỉnh táo, chớ nên khinh suất. Dù có đạt được lợi ích, cũng đừng đắc ý, cao ngạo, kẻo bị tiểu nhân đâm sau lưng. Trong tháng, bát mệnh tài tinh bay vào trung cung, tức là vị trí ở giữa căn nhà hoặc căn phòng. Tại đây, bản mệnh có thể đặt biểu tượng con kỳ lân phong thủy, vừa có tác dụng hóa sát rất hiệu quả, lại giúp tài vận tăng tiến mạnh, lợi cả đôi đường. Thứ ba là về tình duyên. May mắn là vận trình tình cảm của bạn cũng đang diễn ra hết sức êm đẹp, nhờ có ngũ hành tương sinh, không có điều gì phải lo lắng cả. Có một vài xung đột, mâu thuẫn giữa các thành viên nhưng đều được kịp thời hóa giải, trả lại yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà. Mối quan hệ với vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể. Không khí gia đình đầm ấm, yên vui tạo ra động lực lớn lao cho các thành viên. Một nhắc nhở nhỏ nhỏ là mệnh chủ cũng nên dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Có vẻ thời gian qua bạn đã quá bận rộn cho công việc. Trong khi đó, người độc thân được thiên đức cát thần xe duyên có thể sẽ gặp được người trong mộng. Với những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để có thể mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm mới. Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Theo dõi phi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng chính Tây. Tại khu vực này, bạn có thể thường xuyên đặt một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa, tốt cho cả tình yêu đôi lứa và gia đạo. Lưu ý nên thay hoa thường xuyên để đảm bảo không gây phản tác dụng. Quý vị thân mến, trong tháng 10 âm lịch sắp tới đây, tử vi còn cho thấy rằng ngoài tuổi Dần còn có một con giáp nữa gặp may mắn liên tiếp, đó chính là tuổi Mão. Trong tháng 10 âm lịch, đối với người tuổi Mão mà nói, đây sẽ là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại cho bạn những thành quả xứng đáng. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn tới vận trình trong tháng này của những chú mèo. Điều dễ thấy nhất là con đường công danh đang rất rộng mở. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 tuổi Mão âm lịch, con giáp này may mắn đón một tháng mới với vận khí hanh thông, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn tới vận trình trong tháng này của những chú mèo. Những chú mèo xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích, lợi nhuận cho tập thể. Hơn nữa, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú mèo rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Chính vì vậy, cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều hiển nhiên. Tại thời điểm này, những khó khăn trong công việc đã dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến của bản thân. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái được kết quả tốt lành, ngay chạm tới mục tiêu cũng không còn xa nữa. Nhờ những lợi thế cả chủ quan và khách quan, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn thôi thúc khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im thêm được nữa, thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao cho những cơ hội có tác động tích cực tới kế hoạch cá nhân và con đường phát triển trong tương lai. Gạt bỏ được những khó khăn trước đó, tuổi Mão tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn đều được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng ngày càng rộng mở. Có thể nói, tháng 10 âm lịch đối với người tuổi Mão là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Với những ai đang muốn thay đổi công việc, tuy thời điểm này không quá lý tưởng, nhưng nếu đã thấy cơ hội trước mắt, bạn đừng quá do dự. Đôi khi, sự mạo hiểm sẽ mang tới cho bạn những điều bất ngờ mà không phải ai cũng có được. Thứ hai là về tình duyên.
Xem tử vi tháng 10 tuổi Mão âm lịch, phương diện tình cảm của bản mệnh có những chuyển biến bất ngờ. Nhất là người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới, tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời cũng rất cao. Có bán hợp xe duyên, các mối quan hệ xã giao của những chú mèo đều được rộng mở. Tuổi Mão khéo ăn khéo nói, giao thiệp rộng nên rất dễ lọt vào mắt xanh của những đối tượng khác giới. Cơ hội làm quen, tiếp cận, mở rộng quan hệ xã giao cũng rất nhiều. Bản mệnh có thể tự tin, thể hiện cá tính và lựa chọn đối tượng theo tiêu chuẩn riêng của mình. Có người tìm được nửa kia qua mai mối, giới thiệu của bạn bè và người quen. Trước đó, bạn khá phản cảm với hình thức quen qua mai mối, song đến khi trải nghiệm rồi, bạn mới biết điều đó không quá tiêu cực như bản thân đã từng lầm tưởng. Với những người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cả hai đều biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ nên dễ dàng hóa giải mọi vấn đề về tình cảm. Các cặp vợ chồng sẽ sớm đón tin mừng về đường con cái. Tháng này có nhất bạch chủ đảo Hoa Tinh bay vào hướng chính Tây, nơi đây được coi là khu vực vượng đào hoa. Bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa, thúc đẩy tình duyên, gia đạo thêm phần thuận lợi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.